Vậy thì có nghĩa là hai đội cùng đúng mà. Chỉ là chương trình đưa ra những cái gợi ý sai thôi. Tương thân tương ái đi. Không ấy vậy nè con ơi. Vậy là MC sai. Chắc chú sẽ chỉ cho bạn cái cách dẫn chương trình thiệt là hay. Đúng rồi đó. Có kèm diễn xuất nữa nha. Thôi tại anh cũng là một diễn viên hài đúng không? Đúng rồi em cũng nghĩ vậy. Em thích. Nếu là bé em sẽ chọn ai? Em sẽ chọn anh. Trời ơi. Con là fan của chú Nu Phước Thịnh đúng không? Trời ơi, con trời ơi, chú Nu Phước Thịnh. Trời ơi, chú Nu Phước Thịnh là em ruột cốt của chú. Chú Nu Phước Thịnh là em ruột của chú. Em ruột của chú. Hỏi. Con à. Chú Nu Phước Thịnh là chồng của cô. Ừ, còn ấy ơi. Dạ. Sao hôm nay đi đâu đây? Trời ơi. Dạ đi đi kiếm việc tài tí hon. Nhỏ này bận đồ nhu nè. Bận đồ. Nhỏ này bận đồ nhu nè, lựa màu nhu. Dạ. Nhẹ. Tại không, vì... không có lè lẹt nha, em là không màu mè lè lẹt. Không hề, em có hình hình đã. Nên. Dạ, bộ đồ của em với đúng tiêu chí là chủ đề gần gũi. Đúng rồi. Gần gũi. Đúng rồi. Đây nè, gần lắm. Đây 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 đứng kế bên. Chụp tấm hình. Tàn hình luôn. Không thấy em luôn. Hai cái màn hình luôn y như nhau. Thì em gần gũi mà mọi người. Thì đó. Tuyệt vời. Rất là đẹp. Dạ sao em nói em đẹp không ai phản ứng chứ vậy? Em nói lại câu vừa rồi để khán giả có phản ứng không? Dạ em thấy mình rất là đẹp. Đó. Luca. Dạ. Em là phụ nữ mà đúng không? Anh vườn dạ. Em chúng ta chọn đập gạch bằng đầu nha. Ừ. Dạ không. Ủa? Anh vườn em chưa kịp nói mà. Anh biết em theo ý anh mà. Nhưng mà em nghĩ là một đứa nhỏ như vậy thì cha mẹ không có cho đi học cái môn công phu để đập gạch bằng đầu đâu, lỡ đâu bị ảnh hưởng tới não bộ sao? Dòm vô cái hàng canxi trên này. Khi mà nó luyện, nó đập cái mặt như cục gạch. Em hiểu không? Đầu không sao nhưng răng nó nát. Trong cái quá trình thằng bé nó luyện võ, nó có cái sự cố đó. Em phải tưởng tượng chứ múa côn thì côn mà nó quất vô thì cái mặt nó phải có một đường thẹo. Phải có một cái đường bầm. Anh ơi, bây giờ nó quất vô cái hàm răng hơn, nó lủng cái răng rồi sao? Không, nó nghe là đừng bàn về răng nữa. Thằng bé đang trong quá trình thay răng sữa. Đúng nha. Rồi. Không ảnh hưởng gì đến võ thuật. Em là phải quyết tâm với cái quyết định của em. Cho nên em chọn đập gạch bằng đầu. Đập gạch bằng đầu. Dạ. Vậy là... con ơi, con học đàn sớm vậy á. Sao con không để tóc vậy? Dạ con ngứa. Con ngứa hả? Sao vậy? Sao ngứa? Dạ cái đầu con tóc con nó dài nó ngứa. Cho nên con kêu ba mẹ là cạo hết luôn. Dạ. Ồ. Thôi đúng rồi. Là bé mỗi năm mỗi lên đầu. Đầu nhìn tròn đã. Dạ. Không thích lên sân khấu biểu diễn hả? Dạ hết. Nói thiệt luôn nha. Cái chỗ này là thấy sai nha. Đó, không, ý anh Thành muốn hỏi là con ơi con có thích làm ca sĩ không? Vừa hát vừa đàn á. Bà dịch đặt ý tôi rồi bà ơi. Dạ dịch sai hả? Cái răng của con nhỏ là thấy nó không có mê ca, nó mê đờn. Nhưng mà con giỏi rồi. Tại vì con không biết hát nhưng mà con biết đàn. Còn cô Buka là không biết hát cũng không biết đàn. Là con giỏi lắm rồi đó. Sao là con vẫn hát giỏi hơn cô Buka rất là nhiều rồi con à. Ngày thì con chỉ phạt người nào con chọn mặt lưỡi vàng đi con. Dạ chú Tấn Hành. Con không có được nghe lời người lớn mà xúi con như vậy. Nãy giờ tất cả mọi người đều nói cô tặng con cái kẹp nè. Rồi nó kẹp ở đâu? Đây. Dễ thương chưa? Cô về đây cô nha. Buka. Cô. Dạ. Cô muốn thằng nhỏ về đội bên kia không? Đó. Tại sao kiếm chuyện với con trai tôi? Kiếm chuyện đó con, em không nên về đội đó. Đem vật chất ra để lôi bé về mà. Đưa cái kẹp đây. Mình ghi tát cho mặt thằng nhỏ. Đây nè. Cái kẹp đây. Ừ. Đây là cái kẹp dùng để kẹp lông mi. Thấy vui không? Thấy vui không? Ừ, về đội này có duyên nè, có chuyện làm là vui nè. Đó. Hai luật sư và bị cáo trực tự. Ai vậy? Tòa. Cái tòa. Tòa. Tòa đã suy nghĩ. Đây, quyết định cuối cùng. Đó là diễn xuất. Cảm ơn bộ thẩm đoàn. Tòa nói chuyện mà như là bệnh. Bây giờ em có đừng ghê nhau nữa. Bây giờ bé đã nói rồi, bé đến đây là bé vừa dẫn chương trình vừa diễn xuất đúng không con? Dạ đúng. Vậy thì có nghĩa là hai đội cùng đúng mà. Chỉ là chương trình đưa ra những cái gợi ý sai thôi. Tương thân tương ái đi. Không ấy vậy nè con ơi. Vậy là em MC sai. Chú Thành thì thấy như vậy. Mình đã mê diễn xuất rồi. Mà hồi nãy chú Thành thấy con dẫn chương trình chưa có chuẩn lắm. Mà con biết chú Thành là ai không?
Dạ là diễn viên. Anh ơi, kéo cái mặt nạ ra. Ừ, lấy cái mặt nạ ra. Ừ, bớt hỏi lại mấy cái câu đó nha anh. Bớt hỏi lại, tự giới thiệu luôn anh, đừng hỏi người ta, tự giới thiệu. Ngoài là một diễn viên, tự giới thiệu nè. Chú Thành được biết đến với vai trò là một người dẫn chương trình, nên chú Thành thiết nghĩ rằng là nếu như có bạn nhỏ nào mà về bên đội chú Thành với cô Buka đó, chắc chú sẽ chỉ cho bạn cái cách dẫn chương trình thiệt là hay. Đúng rồi đó. Có kèm diễn xuất nữa nha. Thôi, tại anh cũng là một diễn viên hài đúng không? Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy không? Em thích. Nếu em là bé em sẽ chọn ai? Em sẽ chọn anh. Trời ơi. Hôm nay chúng ta có cái đầu rất là đẹp nè. Trên đầu con có gài một số thứ. Con hãy nhìn đầu cô đây. Rất nhiều thứ được gài. Dễ thương không? Con họ gì vậy con gái? Dạ họ Huỳnh. Chết rồi, hình như chú tên là? Anh là Huỳnh Trấn Thành. Thôi chết mất, chúng ta cùng gọi nhau chứ. Chú chợt phát hiện ra điều đó chứ. Chợt luôn anh. Chợt, lạ thật. Chúng ta có nên về với nhau không nhỉ? Tại vì chúng ta giống nhau quá. Con ơi, hãy liên tưởng đến bộ môn nào mà phải hai người hợp tác đi. Mà những bộ môn ví dụ như xiếc đồ thì chắc không được đâu. Tại hai bé hơi tròn. Hai cao thủ đã đánh xong rồi, mời hai cao thủ đi anh ra. Anh có học em... mà sao anh làm em thiệt mất mặt quá. Nguyễn Nhân Đức tay trái nha, tay trái nha, em đánh tay trái. Em đánh tay trái hả? Vậy anh sẽ phát banh tay trái cho em. em lại. Thôi em phát banh đi, em phát banh đi. Em đánh bóng chuyền hả em? Bóng chuyền là qua lưới, còn bóng bàn là phải đập ở bên. Đúng bàn rồi. Mình là qua lưới rồi. Đó. Đó. Ra ngoài rồi chứ. Chúng bàn mà con. Chúng ta có thể xem lại video. Rớt ngay đây nè, rớt xuống đây. Chung bàn rồi. Rớt trong đây mới đúng. Khoan. Yêu à. Ba đều thắng. Đúng không? Ba đều. Rồi đó. Mình không có cái tư cách để nói chuyện với các cháu, nhưng mà đẳng cấp thể thao là phải về với đội chú. Chú Thành chỉ biết nói vậy thôi. Chú Thành không thể đánh bóng bàn giỏi như chú Anh Đức để mà dụ tụi con. Tụi chú không có. Thôi mà, một cái tư cách gì để nói với con hết. Thôi, tụi chú chỉ có là khi mà tụi con đánh xong bóng bàn, những lúc tụi con đổ mồ hôi chú có khăn, cô có nước. Những lúc con đói chú có gà rán, cô có nước ngọt luôn. Chú dẫn tụi con đi ăn những món ngon để bồi bổ và giữ vững cái phong độ body cho tụi con. Chỉ vậy thôi, chứ biết nói gì bây giờ thiệt á. Nhưng cô Buka làm vài động tác múa cho cháu nó coi. Mình biết múa để nói, cháu nó nói mình nói xạo. Hồi nãy là chú Trấn Thành đã múa đẹp rồi đúng múa không? Múa chân rồi. Bây giờ, bây giờ nè. Múa tay. Đó, con thấy không? Wow. Đúng chưa? Đấy, ừ, đấy. Còn á, cái này là múa đẹp thôi nè. Vô luôn. Nghe luôn. Múa bài có được không con? Đó chỉ là một trung tâm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh và ít học viên. Chú mời con đến học viện âm nhạc. Bên đây Thành Bu. Thành Bu Academy hả? Học viện Thành Bu Academy. Bu đông như một cái thành. Học viên mà nó bu đông như một cái thành thì nghĩ coi nè. Dùng sao dùng từ bu anh? Nó mê mình, nó bu như kiến vậy đó. Kiến bu như kiến. Mà bây đúng giờ rồi. Bu đông như thành. Mọi người bu cái học viện này như một cái thành con à. Hãy về đây đi. Con sẽ tỏa sáng trở thành một ngôi sao. Giống cô Harry Won dễ sợ. Giống cô Harry Won lắm. Con có thích cô Harry Won không? Cô Harry Won là cô nào con không biết. Lần thứ N em trong chương trình rồi. Mai mốt quá là mình phải tự giới thiệu luôn. Dù Harry Von là vợ của cô đã từng mặc cái áo này. Mình giới thiệu luôn chứ mình đừng có hỏi nha. Gỡ mặt em. Rồi. Đừng hỏi nữa nha. Cứng cái mặt mà. Ừ. Cô Buka. Dạ. Hát cho cháu nó nghe một câu. Nó bỏ mình luôn đó. Ok. Okay. Nè, hãy nói về con à, về âm nhạc thì đã có mẹ ở sau lưng rồi đúng không? Mẹ sẽ chỉ dạy mọi thứ. Vậy thì con gì? Mình phải là ca sĩ, mình bước lên sân khấu, mình phải đẹp nữa, phải về thời trang nữa. Con nhìn cô đi. Nè, từ đó. Trên xuống dưới cô, con thích không? Đó, thích thì
thì về cô đi cô. Bớt hỏi lại này, kinh nghiệm bớt hỏi lại, nó nói không cái mang nhục. Cô biết là con nhìn con sẽ thích cô. Đúng rồi. Con là fan của chú Nu Phước Thịnh đúng không? Trời ơi, con trời ơi, chú Nu Phước Thịnh. Trời ơi, chú Nu Phước Thịnh là em ruột cốt của chú. Chú Nu Phước Thịnh là em ruột. Em ruột của chú. Hỏi. Con à. Chú Nu Phước Thịnh là chồng của cô. Trời. Cái gì vậy? Về với cô đi. Ừ. Có thể nói là như vậy. Chú ở một góc độ nào đó thì có thể nói là như vậy. Thịnh ơi, Thịnh ơi. Giang Thịnh nó xỉu nhà rồi. Nó coi tới đoạn này nó xỉu nhà rồi. Con xóa Facebook Nu Phước Thịnh. Xóa quỷ. Ly dị Nu Phước Thịnh. Quỷ kết bạn. Nghỉ luôn. Không. Em đừng nói gì nữa. Ly dị với Nu Phước Thịnh. Ly dị với Nu Phước Thịnh. Thịnh tỉnh rồi em ơi. Rồi.